Người đầu tiên có nửa tỷ lượt theo dõi trên mạng xã hội. Ronaldo là người dùng cá nhân đầu tiên trên thế giới đạt mốc 500 triệu theo dõi trên mạng xã hội. Chiều ngày 21 tháng 11, tài khoản Instagram chính thức của siêu sao bóng đá Cristiano Ronaldo, Cristiano, đã cán mốc 500 triệu người theo dõi. Anh là người dùng cá nhân đầu tiên đạt được cột mốc này trên tất cả nền tảng mạng xã hội. Có duy nhất một tài khoản cao hơn Ronaldo về lượng người theo dõi đó là tài khoản chính thức của chính nền tảng Instagram, Instagram, với 569 triệu phun lao. Lượng người theo dõi tài khoản CR7 tăng nhanh những ngày World Cup 2022 cận kề. Trong tuần qua, có 3,5 triệu người đã bấm follow tài khoản siêu sao của Manchester United và đội tuyển Bồ Đào Nha. Với 3.379 bài đăng được chia sẻ, Ronaldo thu về trung bình khoảng 8 triệu lượt thích cho mỗi mỗi nội dung. Tấm ảnh có số lượng tương tác cao nhất của Ronaldo trên Instagram là hình chụp chung với Lionel Messi, quảng cáo cho thương hiệu thời trang Louis Vuitton, được đăng tải hôm 19 tháng 11. Sau 3 ngày, bài đăng nói trên đã mang lại cho CR7 36,6 triệu lượt thích và gần 500.000 bình luận. Các hãng truyền thông gọi đây là bức ảnh thế kỷ hay khoảnh khắc của lịch sử. Đây là một phần của chiến dịch truyền thông bên lề World Cup của nhà mốt Louis Vuitton được cả Ronaldo và Messi chia sẻ đồng thời trên các nền tảng mạng xã hội. Tuy nhiên, nhiều người hâm mộ tỏ ra thất vọng khi biết đây là một tấm ảnh ghép. Thực tế, Ronaldo và Messi xuất hiện ở hai buổi chụp khác nhau. Nhiếp ảnh gia kỳ cựu Annie Leibniz đã tác nghiệp với từng cầu thủ và ghép họ lại với nhau. Trước làn sóng tẩy chay, các bài đăng liên quan đến buổi chụp đều nhanh chóng bị gỡ khỏi YouTube, Instagram của Luis Vuitton, đội ngũ thực hiện tác phẩm hiện thương hiệu thời trang, Messi và Ronaldo đều chưa có phản hồi về sự việc lần này. Người đứng ngay sau Ronaldo trong danh sách các tài khoản Instagram có lượng theo dõi lớn nhất chính là Lionel Messi. Siêu sao người Argentina hiện có 376 triệu lượt theo dõi. Messi hơn người xếp thứ ba, người mẫu Kylie Jenner 4 triệu phun lao. Ngoài ra, Cristiano Ronaldo cũng là người dùng cá nhân có lượng theo dõi lớn nhất trên nền tảng Facebook. Hiện CR7 sở hữu 154 triệu theo dõi ở mạng xã hội lớn nhất hành tinh. Anh chỉ đứng sau Pay Facebook App, 182 triệu theo dõi, và Samsung, 161 triệu theo dõi. Tuy nhiên, đây là các trang đại diện công ty, không phải tài khoản cá nhân. Theo công ty nghiên cứu Hopper, Ronaldo có thể thu về khoảng 2,3 triệu đô la Mỹ cho mỗi bài đăng trên tài khoản Instagram của mình. Trong khi đó, Messi nhận được khoảng 1,77 triệu đô la Mỹ với mỗi nội dung được chia sẻ.